Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 4 bị cáo gồm Nguyễn Thế Hà, Lê Doãn Chính, Dương Thị Bé Lan. Cả ba đều trú tại xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương và Nguyễn Ngọc Thục trú tại thị xã Hùng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi mua bán, vận chuyển, tàn trữ trái phép chất ma túy. Được biết thì đây là đường dây mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Lào qua cửa khẩu Thanh Thủy, huyện Thanh Chương rồi vận chuyển thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Tuy nhiên, do tính chất nghiêm trọng của vụ án, sau đó phiên tòa đã tạm hoãn. Sau đây là thông tin của chương trình về phiên tòa này. Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thế Hà và Trần Thanh Giang. Thủ đoạn của các đối tượng là tìm các đầu mối cung cấp heroin và ma túy đá ở lầu, vận chuyển về nhiều điểm khác nhau ở cửa khẩu, rồi chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh bằng xe ô tô. Lần gần đây nhất vào cuối tháng 12 năm 2013, sau khi có 10 bánh heroin và 4 kg ma túy đá tại khu vực chợ rộ xã Giáo Liệt, huyện Thanh Trương, Lê Doãn Chính cùng vợ mình là Dương Thị Bé Lan đã dùng xe máy vận chuyển số ma túy trên đến thị xã Hồng Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh để bắt xe vào thành phố Hồ Chí Minh. Dọc đường quý vị phát hiện các đối tượng đã dứt số ma túy để bỏ chạy nhưng bị lực lượng công an truy bắt cùng tan vật. Do vụ án khá phức tạp, một số tình tiết cần làm rõ, mức án các bị cáo có thể phải nhận là tử hình. Nên hội đồng xét xử đã tuyên bố tạm quản phiên tòa để tiếp tục điều tra bổ sung.